Và khi tôi cách xa tháng năm học trò, còn nhớ ngày chia tay ấy buồn. Ngoài sân vườn rơi hồng trang kỷ niệm, chợt nhớ về những ngày xưa đã xa. Và hôm nay chúng ta đã quay trở về, bạn ơi, giờ đây tôi muốn nói rằng lòng tôi vẫn nhớ người thầy ngày xưa dạy chúng tôi không còn. Trở lại nơi chốn ấy, từng năm tháng chợt hiện trong ký ức. Ngày xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi phương trời, cùng bao cánh hoa phượng rơi ngập đầy nắng vàng. Và những chiều mưa ta cùng bước trên đường xưa. Ngày xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi chốn ấy. Bao bạn thân khi xưa bên nhau, giờ đây còn lại mình ta trong nỗi nhớ thiết tha. Tôi là ôn lại những cái kỷ niệm xưa, kỷ niệm của thời học sinh. Chúng tôi đã cắp sách tới trường hơi áo trắng, và bây giờ nói chung là cảm giác cảm thấy là lâng lâng, rất là nói không thể tả tả hết cái cảm xúc của chúng tôi hôm nay. Nhưng mà dù sao 20 năm sau nữa, chúng tôi cũng mong là chúng tôi cũng sẽ gặp lại những gương mặt thân quen như ngày nào mới ra trường. Và tôi hy vọng sẽ còn gặp lại được các bạn, và chúc là các bạn sau buổi gặp mặt này là sẽ trở về với cuộc sống thường ngày của mình, là sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Xin chào tạm biệt các bạn. Lòng tôi vẫn nhớ người thầy ngày xưa dạy chúng tôi không còn. Trở lại nơi chốn ấy, từng năm tháng chợt hiện trong ký ức. Đẹp. 20 năm trở lại thái trường xưa ba Đông Hà thì nhiều ký ức, và qua đây là nhắn gửi về các bạn một điều là hạnh phúc, sức khỏe và thành đạt trong cuộc sống cũng như trong công tác hiện tại và tương lai. Chúc quý thầy cô là dồi dào sức khỏe và sống mãi với thời gian. Xin chào và hẹn gặp lại mái trường thân yêu cấp 3 Đông Hà. Ngày bạn và tôi vẫn thường đến lớp, giờ tìm nơi đâu còn lại đây chút nắng hồng ngây ngô bằng lăng kính. Vẫn nhớ hoài những ngày thơ ấu, ta vui chơi dưới sân trường. Nhưng giờ đây xa nhau mất rồi, bạn thân ơi chớ quên. Thay mặt cho các bạn 12/3 nhân kỷ niệm 20 năm ngày ra trường, chúc các bạn năm mới sáng những kỷ niệm vui, khỏe chúc và rất nhiều ngày. Xin chào.
về mái trường xưa. Chúng em không khỏi xúc động khi gặp lại thầy cô, nhiều người dạy dỗ dìu dắt chúng em từ những năm học cấp 3. Có ai đó là vì thầy cô như người lái đò, còn chúng em là những người hết sang sông. Hết sang sông rồi, những người chèo đò vẫn miệt mài giữa đôi bờ, đưa bao thế hệ đi ngang dòng sông đi bước. Và hôm nay, những hết sang sông đã trở lại đến trước với những người chèo đò lặng lẽ để ôn lại những kỷ niệm ngày xưa thầy trò ta. Chúc mừng buổi gặp mặt vô cùng ý nghĩa này. Đó là một tình cảm vô cùng đẹp. Và hôm nay cô rất tự hào, học sinh của lớp 12C3 chúng ta đã trưởng thành ở mỗi cương vị khác nhau. Em nào cũng khỏe mạnh tươi trẻ, gia đình hạnh phúc, đó là một điều vui nhất. Và hôm nay cô vô cùng cảm ơn toàn thể lớp C3 chúng ta đã có một ngày hội ngộ để thầy cô học trò gặp gũi nhau, gần gũi và ôn lại những kỷ niệm của thời học sinh nghịch ngợm vui tươi. Ban liên lạc của lớp để ra mắt để duy trì hoạt động của lớp trong cái thời gian tới, đề nghị tất cả các bạn đồng ý cho một phần pháo tay.